Ngọc Ngân xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Ngọc Ngân muốn gửi đến mọi người một mẫu chuyện ngắn rất hay và ý nghĩa, đó là nhân và quả. Càng sân si, càng so đo tính toán thì con người ta sẽ càng dễ nghi ngờ, mỏi mệt và không có một phút nào bình yên. Câu chuyện ngắn dưới đây nói lên tính cách của mỗi con người. Có một bé trai và một bé gái chơi đùa cùng nhau. Bé trai nhặt được rất nhiều đá, bé gái có rất nhiều kẹo. Bé trai muốn dùng tất cả số đá mình nhặt được để đổi lấy số kẹo của bé gái, và bé gái đã đồng ý. Nhưng bé trai lại giấu đi những viên đá đẹp nhất và đưa những viên còn lại cho bé gái. Tuy nhiên, bé gái vẫn đưa hết số kẹo của mình cho bé trai như đã hứa. Đến khi tối trở về nhà, bé gái lên giường và ngủ rất ngon. Tuy nhiên, bé trai lại nằm nghĩ ngợi mãi, không sao ngủ được. Cậu nghĩ rằng liệu có phải bé gái kia cũng như mình và cất đi rất nhiều kẹo ngon. So đo với người khác khiến bản thân mệt mỏi. Thật ra, nếu như bạn không thể toàn tâm toàn ý với người khác, thì bản thân bạn cũng sẽ nghi ngờ liệu người khác có thành tâm với mình hay không. Để có được một giấc ngủ ngon, một cuộc đời thanh thản và một tâm thái hòa ái, thì hãy thành tâm đối đãi với người khác. Trong cuộc sống của chúng ta, có rất nhiều người hay sự việc giống như câu chuyện nhỏ này. Liệu chúng ta có thể thành tâm đối đãi với người khác hay không? Mặc dù biết rằng những ngờ vực và hiểu lầm rất tổn hại đến tinh thần và thể xác của chúng ta, nhưng rất nhiều người vẫn lo nghĩ, ăn không ngon, ngủ không yên. Trên thế giới này không có đúng hay sai, mà chỉ có nhân và quả. Khi chúng ta thành tâm đối đãi với người khác thì không cần phải suy nghĩ đến chuyện báo đáp, mà chỉ cần tĩnh tâm chờ đợi, rồi tất cả mọi thứ sẽ thuận theo tự nhiên mà đến. Cuộc sống mỗi con người chúng ta chỉ tồn tại trong một hơi thở. Vậy tại sao chúng ta cứ để tâm mình mãi luẩn quẩn trong u mê và phiền não? Câu chuyện trên chỉ là ví dụ cho một bộ phận những người lúc nào cũng chỉ biết so đo thiệt hơn, muốn có mà không muốn mất. Khi Đức Phật còn tại thế, Ngài có đặt một câu hỏi cho một vị sa môn là: tuổi thọ của con người dài trong bao lâu? Và vị sa môn đã trả lời là: chỉ dài bằng một hơi thở. Đức Phật nói: đúng vậy, ông là người hiểu đạo. Trích trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương. Nếu như con người biết buông xả trong đời sống hiện tại, buông đi những lợi danh, buông đi những hận thù chấp nhặt, đồng thời xả đi những mưu cầu tính toán cho bản thân, xả đi những tham, sân, si trong cuộc sống thường nhật, thì sẽ tự tìm thấy cho mình niềm an vui và thanh thản trong tâm hồn. Bởi khi biết buông xả thì tâm ta mới trong sáng để vượt qua những cám dỗ của tham, sân, si, của mạn nghi ác kiến, để rồi nhìn thấy niềm vui xung quanh ta. Có buông xả được thì lòng ta mới rộng mở, ai nói gì không vừa ý cũng bỏ qua mà không chấp. Nếu ai có làm điều gì xúc phạm cũng dễ dàng tha thứ, mà nếu có giận, có buồn thì chỉ một vài phút hoặc một vài giờ, cùng lắm qua một đêm rồi quên hết đi, đời mình được an vui. Nhưng hãy hiểu rằng buông xả không có nghĩa là buông bỏ, dẹp hết tất cả để chỉ lo cho bản thân mình, không có nghĩa là chối bỏ, trốn tránh trách nhiệm trong cuộc sống. Là người con Phật, chúng ta buông xả nhưng phải luôn giữ trọn vẹn trách nhiệm của một con người để bồ đề tâm thêm vững chắc, để trả ơn công lao sinh thành của cha mẹ, để vẫn chu toàn mọi việc, mọi bổn phận.
Tất cả được làm với tấm lòng bao dung mở rộng, như một vị Bồ Tát xử sự theo tinh thần từ bi hỷ xả. Còn đích đến nào tuyệt vời hơn khi biết tìm lại và trở về với chính cuộc sống nội tâm của chúng ta, để trở về với sự thanh thản trong tâm hồn. Bởi khi tâm hồn trong sáng, vui vẻ là chúng ta đang tiến dần đến mục tiêu thành công của cuộc sống mà chúng ta mong đợi. Chúng ta làm việc sẽ tốt hơn, sống đam mê hơn, nhân hậu, tha thứ và rộng mở, học thêm được nhiều điều, vân vân. Song quan trọng nhất là chúng ta được hạnh phúc, nhận nhiều yêu thương khi biết buông xả. Có lẽ đó chính là quy luật và cũng là nghệ thuật sống mang lại sự bình an cho mỗi người. Ngọc Ngân xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm, ủng hộ và theo dõi kênh YouTube của Ngọc Ngân. Xin chào và hẹn gặp lại!